Chuyến bay VZ940 đi Đà Lạt của hãng hàng không Thai Vietjet Air sử dụng tàu bay Airbus A320 phải quay trở lại sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, Thái Lan sau 41 phút cất cánh. Theo dữ liệu từ Flyradar24.com, chuyến bay của hãng hàng không Thai Vietjet Air mang số hiệu VZ940 khởi hành từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 15 tháng 4 và dự kiến đáp xuống sân bay Liên Khương tại Lâm Đồng vào lúc 12 giờ 55 phút cùng ngày. Tuy nhiên, vào lúc 11 giờ 28 phút, chuyến bay VZ940 bắt đầu quay trở lại thành phố Bangkok sau khi đạt độ cao 15.000 feet, tương đương 4.572 m. Đến thời điểm 11 giờ 51 phút, chuyến bay VZ940 đã hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi sau 41 phút cất cánh. Các hành khách trên chuyến bay của Thai Vietjet Air được đưa trở lại phòng chờ và nhận hỗ trợ 250 bạt Thái, tương đương 182.000 đồng. Để ăn trưa trong khi chờ đợi sắp xếp máy bay khác để tiếp tục hành trình. Đại diện Thai Vietjet Air xác nhận và cho biết chuyến bay quay đầu để đảm bảo an toàn cho khách. Chuyến bay quay đầu khi phi công phát hiện có cảnh báo động cơ. An toàn của hành khách là trên hết, do đó phi công đã quyết định đúng khi quay đầu. Tàu bay này sau đó được kiểm tra và khắc phục kỹ thuật trong ngày và đã quay trở lại hoạt động bình thường.